Sư xin sư giảng cho con được rõ chân thật ba la mật là gì và làm sao để sống chân thật được. Làm sao phân biệt được đâu là sự thật, đâu không phải là sự thật. Ngoài lời Đức Phật dạy ra, dường như con không thể tin tưởng vào lời nói của ai cả, vì con thấy đời này lừa dối nhau quá nhiều. Nó có hai vế ha. Một á, là chân thật. Hai á, là ba la mật. Hai cái này. Thứ nhất, chân thật là gì? Chân thật là mình tôn trọng sự thật. Tôn trọng sự thật. Mình suy nghĩ, mình nói hay mình làm thì đều trên cơ sở là mình tôn trọng sự thật. Có những việc mà mình không thể nói thì mình giữ im lặng. Không thể nói ở đây là mình không thể nói sự thật thì mình giữ im lặng. Có những việc mình không thể làm theo đúng sự thật thì đừng có làm. Nó có ba cấp độ. Thứ nhất là vì cái chuyện mà mình tôn trọng sự thật, mà chính bởi vì việc đó nó làm ảnh hưởng đến thu nhập của mình, nó làm ảnh hưởng đến tài sản của mình, nó làm ảnh hưởng đối đến với những mối quan hệ của mình mà mình vẫn giữ được á, thì nó là bậc hạ. Còn khi mà mình tôn trọng sự thật, mà chính bởi vì cái việc đó nó khiến cho mình phải bị ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc thậm chí là mất đi một vài bộ phận của cơ thể, thí dụ như người ta tra tấn mình, người ta chặt tay chặt chân, người ta móc mắt, người ta móc lưỡi, mà mình vẫn tôn trọng sự thật thì cái đó là bậc trung. Ừ. Rồi nếu như mà mình vì cái chuyện mà mình tôn trọng sự thật á, mà người ta có thể giết mình chết, nhưng mà ngay cả chuyện đó đi chăng nữa mình vẫn tôn trọng sự thật thì đó là bậc thượng. Ừ. Cái thứ hai đó, cái thứ hai là ba la mật. Sư nói hoài cái ba la mật á, nó không gói gọn trong con số 6, con số 10 hay con số 30. Ba la mật là gì? Ba la mật là tất cả các thiện pháp mà mình làm nhằm mục đích hướng đến sự giác ngộ giải thoát. Nhớ giùm sư một chuyện. Đức Phật chưa bao giờ nói rằng con đường đưa đến con đường của một vị tìm cầu giác ngộ hướng đến quả vị chánh đẳng giác là phải thực hiện con số 6 hay con số 10. Không tin quý vị tìm trong kinh tạng là có không? Không hề có. Chẳng qua là trong cái bộ hạnh tạng thì các ngài đó khi mà tổng hợp lại các cái chuyện tiền thân của Đức Thế Tôn, cụ thể là các cái hạnh của ngài trong quá trình ngài tìm cầu giác ngộ đó, thì chia ra làm 10 cái nhóm chính nha, chia ra làm 10 10 cái hạnh chính. Cho nên từ đó mình mới Phật giáo Nguyên Thủy mới có con số là 10 ba la mật. Chứ còn quý vị cứ suy nghĩ đi, Đức Thế Tôn á, trên con đường tìm cầu giác ngộ, chắc chắn là ngài không chỉ làm 10 việc này. Ngài sẽ làm tất cả các thiện pháp mà ngài có thể làm nha, không giới hạn ở con số 10. Và cái số kiếp á, mà ngài làm các thiện pháp nó nhiều vô số, nhiều vô số, thì không có lý do gì mà ngài lại dành quá nhiều thời gian để mà kể cho các vị tỳ kheo nghe là tiền thân ngài đã làm cái gì. Ngài chỉ kể một số thôi, trong một số trường hợp đặc biệt
thì ngài chỉ kể một số thôi và các vị đó tổng hợp lại, chứ nó không có nghĩa là nó chỉ có bấy nhiêu nha. Cho nên Ba La Mật là tất cả các thiện pháp nhằm mục đích hướng đến quả vị giải thoát thì ta gọi đó là Ba La Mật. Nhớ dùm sư chuyện này, chỉ vậy thôi. Chứ còn mình cứ kẹt vô mấy con số rồi mình lo rồi mình kệ mình cãi nhau. Ví dụ như cái này là Ba La Mật rồi cái kia không phải Ba La Mật hay sao? Và riết rồi đó, riết rồi đó. Có một số vị đó họ nâng cái Ba La Mật lên thành một cái gọi là không thể diễn tả được. Bắt đầu là họ tô son, họ trát phấn, rồi họ làm màu mè, rồi họ quăng lên một mớ hào quang, rồi họ mô tả nó làm sao để đó để người ta làm mà người ta không hiểu được á, thì cái đó người ta gọi là Ba La Mật thì nó kỳ lắm. Còn làm sao để mà mình phân biệt được đâu là sự thật á, thì nó có những việc như sau mà suy nghĩ quý vị có thể lấy giấy bút ra để quý vị ghi. Thứ nhất là chăm học hỏi, cụ thể ở đây là chăm học hỏi về giáo lý, chăm học hỏi về chánh pháp. Bởi vì tất cả những lời dạy của Thế Tôn nhằm mục đích là giúp cho chúng ta thấy được, biết được, nhận thức được cái gì nên làm và cái gì không nên làm, đâu là sự thật và đâu không phải là sự thật. Cho nên cái việc đầu tiên mà chúng ta phải làm đó là gì? Phải học hỏi nhiều về kinh và luật nha, phải học nhiều. Cái điều kiện thứ hai đó là gì? Đó là chúng ta phải gần gũi những bậc uyên bác, những bậc mà mình gọi là những bậc thiện trí đó, những người có cái kiến giải, có cái giáo lý thâm sâu, những bậc mà nghe nhiều biết rộng. Thì khi chúng ta gần gũi những bậc đó đó ha, thì chúng ta sẽ học hỏi được cái này cái kia, và có khi là chúng ta sẽ được ảnh hưởng cái sự chăm học của họ. Bởi vì như sư biết á, là những cái vị mà uyên thâm thì những vị đó không bao giờ tự thỏa mãn với cái mà mình đã biết. Các vị đó lúc nào cũng có cái tâm lý là phải nghiên cứu thêm, phải học hỏi thêm. Đấy. Rồi cái vấn đề thứ ba đó là gì? Mình phải thường xuyên suy ngẫm, suy nghĩ những cái vấn đề giáo lý thâm sâu. Bởi vì khi mà mình suy ngẫm suy nghĩ như vậy đó, nó làm cho cái não của mình nó hoạt động. Và nó khi mà cái não mình nó hoạt động, nói thì như vậy chứ thực tế là nó làm cho cái tâm của mình á, nó được rèn luyện. Mà rèn luyện, khi cái tâm mình nó rèn luyện á, nó sẽ nhạy bén. Và khi cái tâm mình nó rèn luyện, nó nhạy bén, và mình có khả năng ghi nhớ những cái mà mình đã học á, bất kỳ một cái việc gì mà mình tiếp xúc, mình suy tư, mình nói ra, thì mình đều có cái sự suy xét là nó đúng hay là nó không đúng. Rồi cái điều tiếp nữa đó là gì? Tìm gặp những cái đề tài thích hợp và tránh những cái đề tài không thích hợp.
có những đề tài nó không thích hợp và nó khiến cho đầu óc của mình nó trở nên mụ mị đi. Ví dụ như lướt mạng xã hội, thời bây giờ lướt mạng xã hội, hoặc là đọc tiếp xúc với những tác phẩm mà nó đi ngược với sự thật. Ví dụ như truyện, sách báo mà nó chẳng qua là những thứ mà vui chơi ở đời, ví dụ như chuyện tình cảm, hoặc là chuyện kiếm hiệp, ví dụ như vậy. Rồi nếu với những bạn trẻ thì nó còn có thể kể đến những việc như là chơi game đấy, thì nó sẽ làm cho đầu óc của mình nó trở nên mụ mị đi. Rồi một chuyện nó cũng nằm ở trong cái nhóm này, đó là gì? Mình phải có thời gian để mà mình suy tư. Còn nếu như mà mình cứ dành hết thời gian để mà mình làm việc ấy, thì dần dần đầu óc của mình nó cũng sẽ trở nên chai sạn đi. Không tin thì quý vị cứ ngó những người á, mà cứ quanh quẩn cơm gạo áo tiền, hết cái dự án này đến dự án khác mà quý vị kêu họ có thời gian suy tư giáo lý, có thời gian học hỏi giáo lý, có thời gian gần gũi những bậc thiện tri thức, thì xin thưa là họ cười cho qua đấy. Thành ra là mình phải có những cái đề tài thích hợp và tránh xa những cái đề tài không thích hợp. Và cái điều cuối cùng đó là gì? Gần gũi những người bạn thích hợp và tránh đi những người bạn không thích hợp. Những người bạn nào là những người bạn thích hợp? Đó là những người bạn đa văn, nghe nhiều. Và riêng ở đây, sự thật ở đây thì còn là người có tàm úy. Bởi vì đó, những người có trí tuệ đó mà có tàm úy đó, thì họ sẽ tôn trọng sự thật. Họ sẽ tôn trọng sự thật. Sư biết là có những người mà khi họ nói dối họ rất là ngượng miệng. Đây, mình phải gần gũi họ và mình tránh xa những người mà họ thường xuyên dối trá. Những người thứ nhất là những người mà không có kiến thức, bởi vì họ không có kiến thức á, thì họ không biết được cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Sư từng nghe rất là nhiều người khuyên sư làm cái này, khuyên sư làm cái kia mà toàn là những cái chuyện phi pháp không à. Nhưng cái vấn đề là gì? Cái vấn đề là họ nghĩ là cái chuyện đó là chuyện đúng, cái chuyện đó là chuyện nên làm. Bởi vì nếu như mà mình làm theo lời khuyên của họ đó, thì cái đời sống của mình nó sẽ dễ chịu hơn. Và khi mình dễ chịu hơn á, người ta nhìn mình người ta cũng dễ chịu hơn đấy. Nhưng cái vấn đề là họ chưa có hiểu biết nhiều. Thành sư không nói là họ ác nha, sư không nói là họ ác. Cái vấn đề ở đây là họ chưa có hiểu biết nhiều cái gì là nên làm, cái gì là không nên làm. Chính bởi vì như vậy đó, họ sẽ khuyến khích, họ sẽ khuyên, họ sẽ nói mình làm những cái việc mình không có nên làm, tức là đi ngược lại với sự thật. Thành thử những cái chuyện như là phá giới, keo kiệt, bủn xỉn, tham lam, ganh tị, tật đố, thì họ sẽ coi đó là cái cần được tôn thờ. Còn những cái đặc tánh như là hào sảng, có giới, ly dục, thì đối với họ đó là sự hành xác đấy. Bởi vì họ không thấy được sự thật, họ không tôn trọng được sự thật, thì mình cần phải tránh những con người đó, trừ khi mình có cái khả năng giúp đỡ người ta thì được, còn không thì nên tránh. Chính những cái đó nó sẽ giúp cho quý vị vun bồi và phân biệt được đâu là sự thật.